Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ghé thăm gian hàng Mr.Cầu trên Lazada. Đây là sản phẩm iPad 2 tại shop mà shop sẽ có một chương trình flash sale vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 với số lượng là 50 cái và giá rất là ưu đãi là 1.449.000. Thì đây mọi người xem ngoại quan con iPad 2 này, ngoại hình còn khá đẹp và máy được test kỹ và chạy tốt. Thì con iPad 2 này có đặc điểm là giá rất là hợp lý, màn hình 9.7 inch. Pin tốt, xài được ít nhất là 4 tiếng YouTube. Thì những chức năng mà con máy này nó có sẵn thì ví dụ như là máy này lướt rất là mượt, cộng thêm những ứng dụng mà shop đã tải sẵn sẽ cài đặt sẵn cho các máy này là bao gồm YouTube, Facebook, Messenger và Zalo. Thì mọi người có thể tải thêm các ứng dụng khác, ví dụ như Monkey Story, Monkey Junior để học tiếng Anh cho các bé, học hành online Zoom, VN EduConnect, học hoặc là nghe nhạc online, nhạc của tôi đều được hết nha mọi người. Thì đây là con máy của shop sẽ gửi đến cho các anh chị. Thì mọi người sẽ nhận được những gì? Thứ nhất là shop sẽ tặng một cái ốp lưng chống sốc. Đây, ốp lưng silicon chống sốc dày, rất là chắc chắn. Đó, kèm theo máy. Thì nói chung là dòng máy này cần một cái ốp để bảo vệ, nó sử dụng cho nó bền. Thứ hai là shop sẽ tặng củ sạc 1A, cáp sạc và đồng thời sẽ kèm theo một cái phiếu bảo hành 3 tháng cho con máy iPad 2 này. Máy này có được hỗ trợ test máy 7 ngày tại nhà, 1 đổi 1 nếu mà sản phẩm có lỗi nhé mọi người. Đây, nếu mà mọi người có nhu cầu thì hãy ghé thăm gian hàng của shop vào ngày mai. Shop rất cảm ơn mọi người.